Dạ vâng, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp thì cho em Hương xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhé. Lời đầu tiên thì cho em Hương xin gửi lời cảm ơn đến anh Tám ở Hà Nội ạ. Anh Tám là người hôm nay đã mua cái chiếc bếp bị bom hàng của em Hương các bác nhé. Thực ra thì anh là người đầu tiên mua, nhưng mà rất là nhiều bác quan tâm đến cái chiếc bếp đấy. Chắc là thấy em tội nghiệp quá đúng không các bác? Em Hương cảm ơn tình cảm chân thành của các bác nhé. Đấy, thì không bán cho người này thì mình bán cho người khác thôi. Nhà em Hương có rất là nhiều bếp đấy các bác này. Rất là nhiều bếp luôn ạ, nên là các bác không có lo đâu nhé. Bếp mới, bếp cũ, hàng đập thùng nhà em cũng có luôn. Đấy, bếp không lò nướng siêu mỏng các bác ạ. Đây này, mỏng chỉ 7 phân thôi, giá thì nó hơi cao. Hàng mới và hàng lướt thì nó hơi cao. Nhưng mà những cái dòng bình dân từ 1 triệu tư trở lên đến 1,6 triệu, lên trên 2 triệu thì rất là nhiều các bác nhé. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn anh Tám ở Hà Nội rất là nhiều ạ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em Hương xin giới thiệu đến cả nhà hai chiếc bếp mặt sơn của Rinnai các bác nhé. Đây ạ, một chiếc mặt màu đen thân màu ghi ạ. Và một chiếc màu ghi hết các bác nhé. Đấy, bác nào mà thích cái mẫu màu như thế nào thì liên hệ em Hương. Hai chiếc bếp đều của Rinnai đều rất là đẹp các bác. Em Hương sẽ giới thiệu cái chiếc bếp này đầu tiên cho các bác theo dõi nhé. Đây, thành vách đẹp đấy ạ. Giá thì cũng 1,6 triệu thôi. Chiếc bếp này có phí 3S nhé. Đây, quay thành vách bên trái bên phải cho các bác xem. Và mặt bên hông phía sau luôn ạ. Đẹp hết cả nhà nhé. Lửa của các em bếp này thì không có chê vào đâu được các bác ạ. Đây, Rinnai KGE80SL ạ. Mã là F3 các bác nhé. Đây, mã là F3 đây ạ. Rồi bây giờ em Hương sẽ bật bếp và test các cái tính năng của bếp cho cả nhà theo dõi này. Ui, các bác thấy không, mạng lửa em này quá là đẹp luôn, không có chê vào đâu được này. Đây, đối với cái khi mà bật này, tại vì em Hương đang để trên cái bàn xoay này nó hơi khó cố định, các bác ấn vào phản ngược chiều kim đồng hồ giúp em Hương nhá. Đấy, lửa lên rất là xanh các bác này. Đẹp quá cả nhà nhỉ. Quá là đẹp luôn ạ. Đây này, lửa to này, xanh, không có sợ bị đen nồi, cháy nồi gì hết. Đấy, bây giờ em sẽ đặt cái nồi lên và test các cái tính năng của bếp cho cả nhà cùng theo dõi luôn nhé. Đấy, khi mà chưa đặt nồi, lửa đặt to và đẹp như thế này rồi các bác ạ. Đây. Đấy, lửa còn tràn ra cả cái đít nồi nữa cơ. Cái bếp trên lửa nó nhỏ nên là lượng nhiệt nó sẽ tập trung dưới đít nồi các bác nhé. Các bác sẽ không có sợ là lượng nhiệt ít đâu. Hiện tại em Hương đang test tính năng là cạn nước tắt bếp nhé. Rồi, dưới này là khay nướng và vị nướng đây ạ. Vị nướng và khay nướng thì cũng rất là đẹp, không dị xét. Vị nướng thì bằng inox, còn khay nướng có mạ cho các bác một lớp chống dính ạ. Bên bếp phải này thì được trang bị thêm một phím 3S các bác nhé. Các bác ấn và giữ 3 giây giúp em Hương. 1, 2, 3. Đấy. Khi mà đèn sáng như thế này là mình đã bật cái nốt này lên rồi. Và mình sẽ sử dụng lửa to liên tục. Các bác nhìn thấy này, bên bếp này lửa vẫn to đúng không ạ? Còn bên bếp trái thì đã nhỏ lửa lại rồi. Đấy. Bây giờ em Hương tắt cái phím 3S này đi thì lửa sẽ tự động giảm nhỏ này. Vừa đúng lúc bếp nó tắt luôn các bác ạ. Rồi, bếp bên trái cũng tắt và bếp bên phải cũng tắt luôn. Sau khi bếp tắt thì là sẽ khóa ga luôn ạ. Đây các bác nhá, bếp đã khóa ga luôn rồi đây ạ. Bếp em Hương vẫn đang còn bật này cả nhà, rất là an toàn đúng không ạ? Đây ạ, bếp em Hương vẫn còn bật nhá. Đấy, khi mà rang đồ khô thì các bác nhớ bật cái nút này lên để cho lửa nó to, hoặc là mình chiên rán lâu ấy, nhiệt nó bị tắt thì các bác bật cái nút đấy lên. Cái mặt này nó là mặt sơn tĩnh điện sơn ô tô, các bác cứ sử dụng bình thường thôi, không có sợ nó bị bong chóc đâu. Nhưng mà một cái điều quan trọng nhất em Hương luôn muốn nói đấy là của bền tại người, nên là các bác cố gắng dành ra 1 đến 2 phút để mình lau chùi vệ sinh cho nó sạch sẽ nhá. Ở trong này là lò nướng đây ạ. Các bác cũng ấn vào tay và giữ phản ngược chiều kim đồng hồ giúp em. Đây các bác thấy không ạ, lửa nó rất là xanh đúng không? Lửa rất là xanh và rất là đẹp cùng một cái thời gian đấy thôi, nhưng mà mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho gia đình của mình rồi. Ở đây các bác này, phía dưới này nhá. Phía dưới này thì em Hương đã lắp lưới chống chuột rồi. Các bác đặt mua hàng em sẽ gửi hàng đi luôn thôi, không cần phải một cái công đoạn là đợi để lắp lưới chống chuột nữa đâu các bác nhé. Thành vách đẹp 1,6 triệu em được bao ship cho các bác luôn. Đấy, rất là đẹp này.
Đấy, hai màu cho các bác lựa chọn nhé. Rồi bây giờ em Hương sẽ sang cái chiếc bếp thứ hai ạ. Dạ vâng, đây là chiếc bếp thứ hai các bác nhé. Chiếc bếp đầu tiên thì có mã là S3, chiếc bếp này thì có mã là S2 ạ. Màu sắc thì rất là đẹp, em Hương chọn hai màu để cho các bác dễ lựa chọn nhé. Đây, thành vách thì cũng đẹp các bác ạ, không có bị móp méo gì đâu. Đời thì không có cao lắm, nó chỉ là 11-12 thôi. Đây, bếp này cũng có phím 3S các bác nhé. Bật bếp thì các bác ấn tay vào phản ngược chiều kim đồng hồ giúp em Hương nhé. Đấy, thì em Hương đang để trên bàn xoay nên khi em Hương bật bếp thì sẽ là hơi khó một tí. Đấy, đây ạ, lửa rất là xanh này cả nhà, lửa xanh giống như là chiếc bếp kia và cũng rất là đẹp. Xanh như thế này các bác sẽ không có sợ nó bị cháy, bị đen nồi đâu cả nhà nhé. Bây giờ em Hương tiếp tục test cái tính năng an toàn, đấy là cạn nước tắt bếp của cái chiếc bếp ga này. Hai cái tính năng quan trọng nhất của một chiếc bếp ga Nhật đối với cái dòng đơn giản bình dân như thế này, đấy là an toàn và tiết kiệm thôi ạ. Đây, sử dụng vừa tiết kiệm ga mà lại còn rất là an toàn. Bếp sẽ tự động tắt bếp khóa ga khi mà nồi cạn nước, gió thổi và nước trào các bác nhé. Đây, phím 3S đây ạ. Các bác ấn và giữ 3 giây giúp em Hương nhé. 1, 2, 3. Rồi, cái bếp này lửa nó đã bật lên rồi. Mình bật cái nốt này lên trong cái trường hợp như thế nào? Khi mình rang đồ khô hoặc là khi mình chiên rán liên tục, lửa nó bị tắt bếp các bác nhé. Lửa rất là to và rất là đẹp đúng không ạ? Bên bếp phải lửa đã giảm nhỏ lại rồi, tại vì nồi nó nóng lên rồi đấy. Rồi, bếp trái đã tắt rồi các bác ạ. Đấy, các bác nghe âm thanh tít tít không ạ? Đấy, bây giờ em sẽ tắt cái nốt 3S này đi nhé. Bên bếp trái đã khóa ga rồi. Khóa ga thì đồng thời sẽ tắt bếp luôn các bác nhé. Đây ạ, bếp đã tắt rồi đây, đã khóa ga và đã tắt bếp luôn rồi đây. Rồi, bên bếp phải cũng đã tắt bếp và khóa ga. Đây, rất là nhanh đúng không ạ? Nó không có giống cái tính năng nó là gió thổi tắt bếp thì nó sẽ khóa ga luôn. Bây giờ em sẽ test thêm cái tính năng đó là gió thổi tắt bếp cho các bác theo dõi luôn nhé. Đấy, lửa đánh rất là nhanh này các bác này. Ấn vào vặn ngược chiều kim đồng hồ thế là xong thôi. Khi mà các bác muốn vặn nhỏ lại nhé thì min mắc nó ở đây ạ. Đây là mắc này, min muốn nhỏ lại thì các bác cứ xoay lại theo cái độ nhỏ của lửa mà mình mong muốn thôi. Đấy, bên này cũng như thế các bác nhé. Em Hương vặn nhỏ lại để em Hương thổi cho nó dễ. Đối với tính năng này thì các bác đợi giúp em Hương 15 giây cả nhà nhé. 15 giây bếp sẽ khóa ga. Mã S2 ạ. Khay nướng và vị nướng cũng rất là đẹp đây các bác này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Nội thất bên trong thì cũng rất là mới, sạch sẽ thôi. Nhà em có lau chùi vệ sinh sạch sẽ, có phủ cho các bác một cái lớp chống dỉ xét ở trong đây rồi. Rồi, bếp đã khóa ga cả hai bếp cả nhà nhé. Đây ạ. Đây ạ, đã khóa ga cả hai bếp luôn rồi. Bếp hiện tại em Hương vẫn đang còn bật đấy. Tiếp theo là cái lò nướng này ạ. Em sẽ test cái lò nướng cho cả nhà theo dõi này. Đấy, các bác thấy không ạ? Lửa rất là xanh đúng không? Trên nấu dưới nướng cùng một cái thời gian đấy thôi, nhưng mà mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho gia đình của mình rồi. Rất là tiện lợi. Những gia đình các bác mà có điều kiện thì các bác có thể là mua thêm cái nồi chiên không dầu hoặc là lò vi sóng, nhưng mà nếu mà những gia đình chưa có điều kiện thì các bác có thể sử dụng chiếc bếp ga này vào cái mục đích nướng đồ ăn luôn. Lửa nó không trực tiếp tiếp xúc với đồ ăn đâu, nó sẽ chín bằng nhiệt, thức ăn chín bằng nhiệt nên các bác không có lo đâu cả nhà nhé. Chiếc bếp này em Hương cũng bán với giá là 1,6 triệu ạ. Hai chiếc bếp đồng giá 1,6 triệu. Bác nào quan tâm đến cái mẫu nào thì liên hệ em Hương nhé. 0359014200 ạ. Hình thức thanh toán bên em Hương có cọc ạ. Các bác cọc giúp em Hương 200-300 ngàn các bác nhé, để lấy chi phí vận chuyển thôi. Đến nơi các bác kiểm tra lại cái mã số giúp em. Đây, hai chiếc bếp đều của Rinnai. Chiếc này có mã là RTS338NFTS các bác nhé. Đấy, các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra cái mã này giúp em Hương. Hai chiếc bếp rất là đẹp. Em Hương quay lại một chút xíu để cho cả nhà theo dõi. Ngoài cái dòng bếp mặt sơn như thế này thì nhà em Hương có rất là nhiều bếp các bác nhé. Mặt sơn, mặt men, kính đá, inox, rồi mặt đá nhà em cũng có. Rất là nhiều mẫu mã đa dạng cho các bác lựa chọn, những cái dòng bếp bình dân rồi đến những cái dòng bếp cao cấp, trung cấp, cao cấp và dòng bếp VIP nhà em đều có hết ạ.
Các bác ưng cái mẫu nào, ưng cái loại nào thì liên hệ em Hương nhé. Gọi em Hương là mua được bếp, gọi em Hương là có đơn thôi ạ. Rồi em Hương xin cảm ơn tất cả mọi người. Các bác vào xem kênh thì ủng hộ em Hương bằng cách like và đăng ký kênh các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo của em Hương ạ.